Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Thị Quỳnh Nga, sinh viên khóa 3 của trường học SX. Con số sinh viên của mình là CUV 01 HP 016. Ngày hôm nay, qua triển lãm của môn quản lý thời gian thì bọn mình đã được học một cái bài rất là hay trên lớp, đó chính là quay quanh một cái tuần hoàn của cơ thể chúng mình. Về cái việc là cái đồ hộ sinh học trong chính cơ thể của mình như thế nào, nó có tác động gì hoặc là có cái ảnh hưởng gì trực tiếp đến, hoặc là có mối tương quan gì đến cái quản lý thời gian hay không. Đấy, thì ngày hôm nay mình sẽ đi giải thích trực tiếp vào cái câu hỏi này nhé. Thì đối với câu hỏi là sự tương quan giữa đồ hộ sinh học và quản lý thời gian thì mình xin được nói như sau. Thì cái việc đồ hộ sinh học nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái quản lý thời gian. Nếu như trong cơ thể mình có một cái đồ hộ sinh học hợp lý và khoa học thì chắc chắn cái việc quản lý thời gian không là một vấn đề gì cả. Nếu như mọi người đã biết cách để làm sao mà chuyển đổi cái đồ hộ sinh học của mình cho nó thuận theo đúng cái mục đích hoặc là đúng cái nơi, đúng cái công việc của mình đang muốn làm thì chắc chắn công việc đấy chắc chắn sẽ thành công. Thì sau đây mình sẽ đưa ra một số những cái khoảng thời gian nó ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể của mình như thế nào, và nếu như mọi người có ai mà đang bị những vấn đề này thì mọi người nên bỏ qua và mọi người nên cần phải biết cách để loại bỏ ra cơ thể và làm sao để cho nó đúng khoa học hơn nhé. Thì bây giờ mình sẽ nêu ra một số những cái khoảng thời gian và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể như thế nào. Cái thứ nhất, khoảng thời gian từ 0 giờ đến 4 giờ. Cái khoảng thời gian này thì tủy của mình bắt đầu là tạo máu. Đấy, thì khoảng thời gian này thì chúng mình cần phải ngủ say. Đấy, khoảng thời gian này ngủ say để cơ thể tủy của mình nạp ra, tiết ra những cái lượng máu vừa đủ để lên não. Nếu như lượng máu, rất nhiều người đang bị thiếu máu đúng không ạ? Thì dẫn đến cái việc là thiếu máu thì dẫn đến cái việc là bị huyết áp, có thể dù huyết áp hoặc là tăng huyết áp, cao huyết áp hoặc huyết áp thấp, thì tùy từng người sẽ bị. Vì vậy cái khoảng đó là do cái khoảng thời gian từ 0 đến 4 giờ này mình không ngủ nghỉ nó cho nó hợp lý khoa học thì chắc chắn nó sẽ bị thôi. Thì nếu như bây giờ ai đang bị cái tình trạng như vậy thì mình khuyên là nên bỏ qua và bắt đầu thực hiện từ ngày hôm nay, sẽ là ngủ trước 11 giờ. Đấy, tiếp theo đấy chính là từ 5 đến 7 giờ. 5 đến 7 giờ là cái khoảng thời gian mà ruột già của chúng mình đang bài tiết những chất độc ra. Thì khoảng thời gian này thì chúng mình nên đi vệ sinh để có thể loại bỏ toàn bộ những cái cặn bã trong cơ thể của mình ra ngoài. Tiếp tục, đấy là từ 7 đến 9 giờ. 7 đến 9 giờ là khoảng thời gian mà ruột già, khoảng thời gian mà ruột non của mình đang hấp thụ những chất dinh dưỡng. Thì cái khoảng thời gian này để chúng mình nên ăn sáng. Đấy, nói đến vấn đề ăn sáng thì mình nghĩ rằng tất cả sinh viên của chúng ta thường thì sẽ bỏ ăn sáng, đúng không ạ? Cái thói quen này thì mình cũng là người mắc phải. Đấy, bởi vì khoảng thời gian mình không đủ, hoặc ví dụ mình ngủ dậy không qua học thì chắc chắn không có đủ thời gian để ăn sáng. Đấy, thì ngay từ hôm nay mình sẽ quyết tâm và chắc chắn các bạn cũng phải nên làm như vậy. Nên có thói quen ăn sáng mỗi tối. Nên có thời gian ăn sáng thì ví dụ như không có thì chúng mình sẽ xuống nấu cơm để về ăn sáng. Đấy, đấy là một cái thói quen cực kỳ tốt và nó giúp cho cơ thể chúng ta hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Trong quá trình mà khoảng thời gian chúng mình đã ngủ nghỉ trong suốt khoảng thời gian từ tối đến sáng thì nó dậy nó sẽ mất năng lượng rất là nhiều. Thì vì vậy chúng mình phải ăn sáng để bù đắp lại những cái khoảng năng lượng mà chúng mình đã bị mất tối hôm qua, để có thể làm cho một ngày mới hoạt động một cách năng nổ hơn, khoa học hơn và nó đạt được mục đích. Đấy, thì làm việc một cách hiệu quả thì chắc chắn ai cũng thích. Vì vậy cái việc mà ăn sáng hết sức là quan trọng trong quá trình mà chúng mình làm việc cũng như là chúng mình hoạt động trong một ngày mới, đúng không ạ? Đấy, tiếp theo đấy chính là khoảng thời gian từ 21 giờ đến 23 giờ. Cái khoảng thời gian này là cái hệ miễn dịch đang đào thải chất độc. Ở khoảng thời gian này thì cần giữ yên tĩnh và thoải mái nhất có thể. Đấy, thì khoảng thời gian này thì chúng mình không nên ăn uống vào khoảng thời gian này, bởi vì nó đang gọi là hệ miễn dịch đang đào thải chất độc ra. Mà nếu chúng mình cứ nạp vào một năng lượng thì nó sẽ không thể đào thải hết được những cái chất độc ra bên ngoài, đúng không ạ? Đấy, tiếp theo khoảng thời gian từ 21 giờ đến 1 giờ. 21 giờ đến 1 giờ là khoảng 23 giờ đến 1 giờ. Thì là cái khoảng thời gian mà gan của mình nó đào thải chất độc ra ngoài.
Còn thời gian này thì chúng mình nên ngủ say. Đấy. Tiếp tục từ 1 đến 3 giờ. Từ 1 đến 3 giờ là mật của mình đang bài tiết chất độc bên ngoài, thì cũng thời gian này thì chúng mình cũng nên ngủ say để chúng mình có được một cái sức khỏe ổn định hơn. Thì đối với sinh viên thì chúng mình có một cái thói quen hết sức là xấu, đó là sáng dậy không sáng và đêm lại rất xuyên khuya. Đấy, đó là những cái khoảng thời gian mà chúng mình làm cho cơ thể trở nên xấu này, hoặc là chúng mình thức khuya quá, thức từ 1 đến thức đêm qua khoảng thời gian mà quy định, ví dụ như thức qua đến khoảng 1-2 giờ sáng. Đấy là khoảng thời gian của gan và mật mình đang hoạt động và bài tiết những chất độc ra bên ngoài. Nhưng mà khoảng thời gian đấy chúng mình lại không suy nghĩ đến cái tác hại của nó. Chúng mình lại cứ thế mà thức, xem điện thoại, chẳng hạn lướt Facebook, TikTok, Zalo. Đấy thì hết sức độc hại cho chính cơ thể của mình. Nó bào mòn từ bên trong mà chúng mình không biết. Đương nhiên khoảng thời gian này chúng mình có thể nghỉ không trọn vẹn một vài ngày cũng được. Nhưng mà cái quá trình mà lâu dài thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mình. Một ngày chẳng hạn như chúng mình vào hết sức là sôi nổi, nhưng mà khoảng chúng mình làm một khoảng thời gian làm việc công việc đấy, một khoảng thời gian mà thức đêm nhiều, thì sau một năm cái sức khỏe sẽ giảm sút khoảng 30% trở lên. Đấy, nó ảnh hưởng, nó đánh trực tiếp đến cơ thể chúng mình, nó hết sức là nghiêm trọng. Thì các bạn đã biết cái nguyên nhân và tác hại như thế rồi, thì tại sao mà chúng mình không biết xử lý sao cho khoa học? Đấy, để làm sao mà sắp xếp hợp lý cái khoảng thời gian, đấy, quản lý thời gian đấy ạ, sắp xếp hợp lý cái khoảng thời gian đấy ra để chia cho những sức khỏe của mình nó hợp lý hơn, nó khoa học hơn và nó nằm vào một cái năng lượng tích cực hơn. Nếu như một con người yếu đuối, một con người mà hay mệt, thì chắc chắn cái trường năng lượng tiêu cực của họ hết sức là nhiều, và đến với công việc, đến với một môi trường làm việc thì chắc chắn họ sẽ mang cái năng lượng tiêu cực đấy cho người khác, và người khác cảm thấy tiêu cực. Và cái công việc hôm đấy người ta đảm nhiệm, cái người mà tiêu cực đảm nhiệm đấy chắc chắn sẽ không hoàn thành được cái tiến độ mà công việc được cần làm trong chính hôm ngày hôm đấy, đúng không ạ? Vì vậy làm sao để có sức khỏe tốt để có thể vừa hoạt động này, vừa làm việc một cách hiệu quả, giúp mọi người có một cái trạng thái năng lượng vui vẻ này, hòa đồng, và không ai có một cái trường năng lượng tích cực, mà không ai có một cái trường năng lượng tiêu cực, chỉ là những cái trường năng lượng tích cực mà thôi. Đấy, làm việc với nhau mà tích cực thì mọi người sẽ trở nên vui vẻ và công việc sẽ hiệu quả hơn. Đấy thì mọi người sẽ có một cái sự tương quan giữa việc mà quản lý thời gian với lại việc đồng hồ sinh học cho con người mà cảm hợp lý, khoa học, thì chắc chắn cái việc quản lý thời gian không cần vấn đề gì hết. Đấy, chỉ cần biết bọn mình sẽ rèn luyện cho cơ thể chúng mình có một cái trường năng lượng, có một cái đồng hồ sinh học cách khoa học và hợp lý thôi, thì chắc chắn cái việc quản lý thời gian nó sẽ nằm trong chính tầm tay của bạn và nó sẽ kỷ luật. Đấy, khi mà chúng mình có biết mà biết cái sự quản lý thời gian đấy, cái đồng hồ sinh học trong tính con người mình, thì chúng mình sẽ rèn một cái tính kỷ luật đấy rất là cao. Mà con người có tính kỷ luật trong người thì chắc chắn nó sẽ thành công trong cuộc sống. Đấy là ngày bài hôm nay chúng mình được học. Thì các bạn sẽ có đầy những cái băn khoăn thắc mắc, đúng không ạ? Thì hãy để xuống một comment, mình sẽ vào giải đáp cho các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.